Hiện nay, trên địa bàn xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội xuất hiện nhiều nhà xưởng xây dựng trên hành lang bảo vệ đê có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng. Quá trình hoạt động, các công ty đã gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân sinh sống xung quanh. Đặc biệt, đây là những công trình nhà xưởng chạm trộn bê tông hoạt động không phép. Tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn thoát lũ làm điểm tập kết vật liệu xây dựng, chạm trộn bê tông và hàng trăm mét vuông nhà xưởng được tạo dựng kiên cố bằng bê tông, cốt thép, quây mái tôn. Qua trao đổi với ông Mai Văn Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Vân, ông Ngân cho biết những công trình trên là của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải hàng hóa Hồng Vân. Được biết, công ty Hồng Vân đã rất nhiều năm có hành vi lấn chiếm đê điều để xây dựng kho xưởng và xây dựng nhà kiên cố, làm chạm trộn bê tông không phép, xây dựng khu sản xuất gạch không nung trên diện tích hàng chục nghìn mét vuông. Theo văn bản số 24 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ký ngày 5 tháng 1 năm 2018, khu đất công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải hàng hóa Hồng Vân đang quản lý sử dụng không thuộc danh mục các khu vực dân cư tập trung bên bãi sông được tồn tại, không thuộc danh mục bãi sông có thể nghiên cứu xây dựng và nằm trong không gian thoát lũ sông Hồng. Được biết, công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Hồng Vân có hợp đồng thuê đất số 56HDTD ngày 29 tháng 4 năm 2004 với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tây cũ, được phép sử dụng 1.711 m² đất tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội. Vị trí mốc giới và hành lang đê điều an toàn thoát lũ đã được quy định rất rõ. Có thể dễ dàng nhận thấy rất nhiều các công trình nhà xưởng đã mọc trên hành lang bảo vệ đê. Dư luận nghi vấn, phải chăng có ai đó đứng chân trong, chân ngoài, nên những tồn tại nêu trên mới ngang nhiên hoạt động một cách công khai đến vậy? Có hay không, sự bao che, buông lỏng quản lý, đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vào cuộc xử lý dứt điểm các vi phạm nêu trên. Báo Điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội. Chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperial Smart City, thịnh vượng Vinsmart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn.